Tôi bị u xơ tử cung và bị bú cổ. Lúc trước chỉ bị u xơ và tôi có sử dụng lá trinh nữ hoàng cung và thuốc Rila nhưng vẫn không giảm được kích thước của khối u. Vậy xin nhà thuốc bài thuốc chữa bệnh u xơ và bú cổ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chào bạn, đối với bệnh bú cổ và bệnh u xơ tử cung, ngoài giải pháp phẫu thuật thì bạn vẫn có thể dùng liệu pháp điều trị bằng cây thuốc nam. Và cách sử dụng như sau: cây xà đen khô 50g, cây cải trời khô 25g, lá trinh nữ hoàng cung khô khoảng 6 lá, sắc với khoảng 1,5 lít nước và uống thay nước trong ngày. Bài thuốc trên cho hiệu quả rất là tốt đối với những bệnh nhân bị bú cổ và u xơ tử cung. Có rất là nhiều bệnh nhân đã giảm hẳn được bú chỉ sau 1 tháng sử dụng bài thuốc từ cây cải trời và cây xà đen mà nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.